Thưa quý vị, lợn Babirusa được ví như là giống lợn xấu nhất trái đất vì vẻ độc đáo. Mới đây thì một cặp lợn giống này đã được đưa từ Indonesia đến vườn thú ở thủ đô London, nước Anh để tham gia vào một chương trình nhân giống động vật dễ bị tổn thương. Cặp lợn không có lông có tên khoa học là Babirusa, được đặt tên là Buddy và Beth. Chúng sẽ dành vài tuần đầu tiên để nằm ổ tại vườn thú London trước khi bước ra ngoài, nơi du khách có thể nhìn ngắm chúng. Giống lợn này còn được gọi là lợn chuột hoặc là lợn quỷ, vì khi trưởng thành, chúng có cặp răng nanh mọc trên sống mũi dài, cong vút và trông dị dạng. Vẻ ngoài độc đáo khiến chúng được mệnh danh là loài lợn xấu nhất trái đất. Tuy nhiên, chúng lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của rừng, như là việc chúng đào đất và phát tán hạt giống khi kiếm ăn. Thưa quý vị, hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn tại nước này lên mức màu vàng, mức thứ 3 trong thang 4 mức cảnh báo mưa lớn. Trong 3 ngày tới, thì các tỉnh miền Tây Trung Quốc như là Tứ Xuyên, Thiểm Tây sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn. Đợt mưa tại các tỉnh miền Tây Trung Quốc tiếp nối đợt mưa kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay tại nước này. Trong đó, khu vực Bồn, Địa, Tứ Xuyên sẽ có mưa rất to, với lượng mưa có thể lên đến trên 400mm. Trong một diễn biến khác, thì Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc hôm qua cũng đã kích hoạt phản ứng cứu trợ khẩn cấp cấp 4 đối với Tứ Xuyên và Thiểm Tây, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua. Mùa mưa năm nay tại Trung Quốc được đánh giá là có lượng mưa nhiều nhất, thời gian dài nhất và phạm vi lớn nhất trong gần 60 năm qua. Hơn 63 triệu lượt người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gần 220 người thiệt mạng và mất tích. Mưa lũ được cho là sẽ giảm 0,17% tăng trưởng GDP năm 2020 của Trung Quốc. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã tác động mạnh lên thị trường cà phê thế giới trong năm nay, gây ra những đợt tăng giảm giá mạnh do yếu tố tâm lý, khó khăn về nhân lực, thu hoạch và tiêu thụ ở nhà hàng sụt giảm. Kết quả thăm dò ở 9 nhà phân tích và thương nhân trong ngành cho thấy, giá cà phê cả Arabica và Robusta sẽ đều tăng nhẹ ở thời điểm cuối năm 2020 so với hiện tại, mặc dù thị trường nhìn chung thì vẫn dư thừa trong niên vụ 2020-2021. Giá cà phê Arabica dự báo sẽ kết thúc năm 2020 ở mức 1,2 đô la Mỹ một pound, tăng khoảng 3% so với hiện tại, trong khi cà phê Robusta sẽ ở mức 1.390 đô la Mỹ một tấn vào cuối năm nay, tăng khoảng 4% so với hiện nay. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, dư thừa cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019-2020 là 1,85 triệu bao 60kg và sẽ tăng lên dư thừa 5 triệu bao trong năm 2020-2021, chủ yếu do nguồn cung cà phê Arabica tăng, trong khi nhu cầu đối với cà phê chất lượng cao yếu đi. Các quán cà phê trên khắp thế giới, chủ yếu sử dụng sản phẩm của cà phê Arabica, đã đóng cửa suốt nhiều tháng qua. Tiêu thụ cà phê Robusta dự báo sẽ tăng vì lượng mua gia tăng ở các siêu thị do xu hướng tiêu dùng tại nhà vì dịch bệnh. Các thương hiệu bán lẻ phổ biến, chẳng hạn như cà phê Hòa Tan, thường sản xuất cà phê từ nguyên liệu pha trộn nhiều Robusta và ít Arabica. Theo các chuyên gia, thị trường Robusta toàn cầu niên vụ 2020-2021 sẽ thiếu hụt 1 triệu bao, trong khi cà phê Arabica sẽ dư thừa khoảng 5,9 triệu bao. Thưa quý vị, một người đàn ông Australia đang được cả đất nước ca ngợi là người chồng quốc dân sau hành động dũng cảm là nhảy lên lưng cá mập, đấm nó để buộc con cá ngừng tấn công vợ mình. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, khi anh Mark Rapley đang lướt ván cùng vợ mình là chị Chantel Doi, 35 tuổi, thì một con cá mập trắng lớn tấn công và cắn vào chân chị Doi. Trong tình cảnh vợ có thể bị cá mập cắn chết, anh Rapley đã không đắn đo, ngay lập tức nhảy lên lưng con cá mập và đấm liên tiếp vào vùng đầu của nó. Và có thể nhờ những cú đấm liên tiếp này mà con cá mập đã nhả chị Doi ra. Những người lướt ván khác trong khu vực và anh Bradley đã đưa chị Doi vào bờ và sơ cứu. Chị Doi bị một số vết thương sâu ở bắp chân và đùi, sau đó được chở tới bệnh viện bằng trực thăng để mổ cấp cứu. Con cá mập tấn công chị Doi dài khoảng từ 2 đến 3 mét và chưa đến tuổi trưởng thành. Đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của chị Doi đã ổn định.